giao hai xe cùng một lúc trong một buổi sáng. Hôm nay thứ hai đầu đầu tuần. Khách hàng ở miền Nam và một khách hàng ở miền Bắc. Ngừng giao dịch Santa Fe 208 và một chiếc Vios số tự động đời 22 nhá. Hai chiếc xe đẹp nhất miền Bắc. Không tìm đâu được hai được chiếc thứ hai. Ờ nào, để em chụp ảnh. Anh em mình một gia đình. Một gia đình nhảy sắp sinh. Một nhảy sắp sinh là lên thiên đình. Rồi, ok các bác. Lên thiên đình là mình cứ lại dập dây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.